Anh em nào muốn làm giàu lên ngay Saber88.me, hệ thống chất lẻ Momo tự động 24/7, nhiều mini game trả thưởng cực cao. Đường link mình ghim dưới phần mô tả nha. Dâu dâu dâu, ba con sâu. Chào mừng 500 anh em quay trở lại cùng với Amazi trong C bình luận về Kali Saber. Và đây là Việt Nam đến từ Saber Quy Quy. Đừng quên 30 giờ hàng ngày, 11 giờ, 15 giờ và 19 giờ. Ngoài ra các bạn còn có thể like và subscribe kênh Đường Mời YouTube để theo dõi những thông tin mới nhất đến từ thế giới cào ép cùng với MNG nhá. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ quay trở lại cùng với chế độ hấp dẫn nhất hành tinh, đó chính là chế độ Smack, Full Smack, Full Bad Moon và Full Từ Chấp 15. Không còn cái chế độ nào hay hơn cái chế độ này nữa rồi anh em. Hiện tại thì tôi đang có một người bạn đang ở đây, một người bạn rất lâu năm rồi, đó là người bạn tên là Thanh Mèo, nhà hay còn biết đến với tên gọi khác đó chính là Mèo Méo Mèo. Một người bạn Mèo Méo Mèo kéo nãy mà để nó cầm sai kỳ, nó cầm sai kỳ với đại đế thì cũng hết hơi nha, cầm sai kỳ với đại đế thì cũng hết hơi thật sự nha. Khó đấy, người bạn mèo anh em ạ. Tôi đang phải ôm nó dù nó ngủ, nó đang rất rét. Khó rồi, game này nhìn đâu cũng thấy khó nhỉ. Game này nhìn đâu cũng thấy khó. Cái này là mèo mà tôi đang rất rét. Game này nhìn đâu cũng thấy khó anh em ơi. Này nhìn đâu cũng thấy khó. Đánh kiểu gì bây giờ? Lấy đại đế thì nó sai kỳ với Elizabeth thì cũng hết hơi nhỉ. Như này nhìn đâu cũng thấy khó. Nhìn đâu cũng thấy khó ở những con game này. Quả khiêu khích tầm mồm kìa. Khó thật sự. Sai kỳ làm phát vậy. Đi cả lũ như này thì không có cửa đấy nha. Đi làm phát hai khiên nhỉ. Sức nào chịu nổi nha. Làm phát hai kia thì sức nào sức nổi. Ôi lương ơi. Ôi sao lại hai phát chi kích nhở? Chưa gặp tình huống này bao giờ đâu. Sự là chưa gặp tôi nhé anh em nhé. Thật sự là mình chưa gặp tình huống mà Diamond phản công hai lần đâu. Ôi dồi ôi, đơn 3 đi sau lâm hỏa sơn thì các bạn xác định rồi. Thì các bạn tập xác định rồi. Chỉ có nước khóc thôi chứ game này chơi bời gì nữa anh em. Đúng không? Game này thì thôi khóc. Khóc thì dứt luôn. Game này thì khóc dưng dứt cái gần gì nữa. Lại tương ba lên phong lâm hỏa sơn này. Lại chúa tôi.
Đập chết oan cả luôn. Vừa nói xong. Vừa nói khỏi mồm xong, đập chết oan cả lũ. Quá khó nhỉ, thật sự các bạn quá khó. Mình lấy cái gì mình bị thiệt đấy, lấy đại đế để gặp mấy sánh quý ơi ra. Ta bét hai con cu vơ với nhau thì cũng mắc mệt. Nói chung lấy kiểu gì mình cũng thọt hơn. Nhưng mà quả lại đại đế nó phản công hai lần là thấy yêu yêu nhỉ. Đại đế phản công hai lần thấy yêu yêu nhỉ. Điều lấy gì ra để thắng bây giờ đấy anh em. Rồi combo nốt quả này quý tí cả gì nữa. Die forever. Cũng mua nước quả rồi quýt thôi, chứ còn không còn sức nữa. Chứ làm gì còn sức nào nữa để mà chơi đúng không anh em? Không còn sức nào để mà chống chịu trong nhịp vừa rồi nữa. Thật sự rất khó. Đến với game đấu tiếp theo này. Athena của server 730. Lại Elizabeth. Kìa này khi lấy sương mi thì ngon. Xem nào. Nhiều bé phải sai kia rồi. Nghĩ khổ khổ như. Mẹ nhưng để hở con. Ôi nhờ con mẹ vừa sai với Gonit ra nữa thì thế thôi thật sự. Khó quá nhỉ. Khó quá. Thêm một game đấu khó nữa rồi. Thêm một game đấu khó nữa rồi. さあ、始めましょう。行くよ。
sự nhỉ, không cửa nào thắng như này. Nhìn thôi, nó thành không có cửa đây nhỉ. Thôi đã không thấy có cửa rồi. Mẹ cu nít mỗi lần nó vồ phát tiền lương với Yuri không sống được. Con hiệu ứng thế kia đi. Bó tay rồi nha. Chết. Quá khó nhờ. Không tìm ra được lý do nào để chiến thắng rồi. Khó quá anh trai ơi. Ôi dồi ôi, mẹ nó để đúng cái bài Elizabeth mút cho sai kỳ không hận luôn. Gì thì ai chơi đấy anh em. Bồ nay thì sức nào chịu nổi. Bồ thế thì sức nào chịu cho nổi. Nào chịu cho nó nổi đây nha. Nhìn cho đam mê ô. Xin đa được phá kỳ ô. Sức nào chịu cho nó nổi lại được cái game này. Quá khó nhờ. Khó nhờ, quá khó nhờ. Suy chết thì chỉ có ngài cứu được chứ cần. Nhìn
Đặc ni shite nasai. Mãi mới giết được con trai của mình nhỉ. Osoi wa ne. Con Elizabeth công nhận nó quá khó chịu rồi. Ôi, quý tội. Đánh đấm cái gì nữa anh em. Tên này nó vẫn còn nguyên hàng cho khi mình trả con cái gì. Nó vẫn còn nguyên một đống hàng thừa trong khi mình trả con cái gì thì chiến thế nào được. Đại đế rồi. Kiểu này cũng căng này. Tại sao phải lấy Terry? Vì Terry nó có vài người, nó đỡ sốc chết thôi, là còn dốc lên nhà nó dốc lên nó chỉ có hồi phục lên thôi. Kiểu này đợi trang béo chết thì cho Billy với Unit vào sau. Hai con cướp tơn. Sự buồn. Thắng những cái dây đàn. Thắng hơn cả cái dây đàn anh em ạ. Bác mèo đang dậy rồi. Ba điểm đều căng. Chơi game nào cũng căng luôn. Căng đét anh em. Tên trang béo lại sai nhỉ? Sao mình nói sai? Tên này trang béo chết được hết một lượt. Ngồi ra rồi anh em. Đây anh em nhìn thấy bác mèo này không? Đấy. Bây giờ bác còn đòi ra đây là bác đòi ra rồi mà ra là hư mày các bạn nói to quá. Bây giờ bác đòi ra nhá và không thả ra nhá, lại kêu meo 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 hoặc sớt trong phòng này. Và đã đòi đã thích đi không giữ rồi nhá, không giữ rồi. Chơi nha. Phải bút cái khiên ra cho an toàn. Mạng thằng thố nó khó khăn. Cái thằng mạng thằng thố nó cũng khó khăn. Trang béo hồi sinh 3 lần thì ngang cái bạch cốt tinh. Vẫn chiến được nha anh em nhé. Elizabeth lại nút khiêng lên. Cái gì đàn nhỉ?
Sự nha. Một con nhỏ nó phát lên nha. Mình giảm nộ nó phát lên nha nha. Càng thật sự điểm đấu rất căng lên nha nha. Quá căng nhiều. Là xuê lên mạng này nữa. Không tương khắc thế. Ngồi cả cục máu thế nhỉ. Khó nha. Quá căng. Không căng thì quá căng. Chọn người mà đánh nhé. Này thằng ca sĩ chết rồi. Cái sống này là tươi thằng ca sĩ. Vẫn sống được kìa anh em. Cứ nghĩ từ này giết được thằng ca sĩ rồi cơ. Ôi, thằng ca sĩ không được thằng ca sĩ rồi. Trông thế nhở. Không có đam nhở. Chẳng béo chắc không có đam nữa. Vẫn còn một mạng nữa à. Chẳng nhớ là chắc chắn là mất mạng tên này rồi. Ôi xôi rồi nè. Xin nà rì xa bạc kì. Bê xanh cô nì vẫn phải kịp tê liệt nó phát anh em. Càng quá càng quá. Mẹ giết được thằng gia thổ đái được quần anh em. Chẳng nhớ chính thức từ giã cõi đời. Từ giã. Lý ở hay là vô nít nhỉ? Thằng mẹ vô nít và cướp tơ này hơn nhỉ? Nhìn cho đá mẹ ơi! Đi qua nhỉ! See you! Why it's over! My inside of my friend! Nhìn cho đá mẹ ơi! シンダル騒ぎ。でえ、ジャンプ。さあ、神の死。でえ、ジャンプ。遅いよね。神の嵐。行くよ。さあ、神の。 Càng quá nhè. Hai, chữ một.
thêm đi. Không cướp tên à? Sống thế nào nổi quá lại nó còn cùng ngủ đây thì lường với cả còn Invi khó nha. Thế nhỉ, không ngon lại tê liệt cả con bên kia nữa. Thua quá. Ôi ôi Lương ơi, sao mày độc chiêu liên tọi thế. Yes, ôi thắng trong khoảnh khắc anh em ạ. Thật sự với các bạn là game đấu nó căng thẳng thật sự ấy. Nó là thắng trong khoảnh khắc đấy, và clip này mình cũng xin phép được tạm dừng lại đây thôi. Bye bye, hẹn gặp lại anh em trong những clip tiếp theo nha. See you again.